Mẹ mới đi chợ mua con heo về nè. Review con heo cho Sushi với lại Harry. Đây là con heo để dành của hai đứa, để dành tiền cho Sushi đi học nha. Hồi sáng bà nội cho tiền á, bà nội cho tiền đi học nhớ không? Nè, bây giờ mẹ bỏ tiền vô nha. Mà bây giờ nè, đó, tiền bà nội cho đi học. Để vô. Rồi, nhét vô. Rồi cái lỗ à được rồi. Rồi. Đây là tiền bà nội cho. Ê, hư tiền. Tiền bà nội cho Harry ăn bánh. Không ăn bánh nha, mình để dành nha. Được không? Để dành mai mốt mua sữa. Từ từ mẹ nhét vô cho. Nói này để dành con đi học mà. Để dành con đi học. Để dạ. Tiền này để dành cho Harry đi học luôn nè. Cái lỗ nhỏ quá. Đi học được cái gì? Tôi nhỏ đi tẻ tùm lum là mẹ đừng làm à. Rồi, tiền này của Tony. Của Tony để dành cho Tony uống sữa nha. Thôi mà để dành Tony đi học chứ mai mốt Tony uống sữa thì sao lấy ra. Ê, không có ấy đó, bể con heo đó. Con nói đi mẹ cho. Con nói đi mẹ cho. Cái mắt của nó màu trắng hả? Cái mắt của Spider-Man mà. Harry. Hư tiền. Quyết là tiền không? Tiền để dành để uống sữa đó. Sao? Mẹ cho Sushi. Mẹ cho Sushi để vô heo nè. Mẹ không bỏ đồ. Được. Không bao nhiêu heo được hả? Xếp nhỏ quá hả? Không phải, con xếp vậy hư tiền hết. Cái lỗ nhỏ quá à. Mà để cái lỗ lớn thì dễ móc ra lắm. Đây, màu đẹp luôn. Màu đẹp quá hả? Đẹp. Tiền này làm cái gì? Để bỏ vô heo để đi học. Để bỏ vô heo để đi học hả? Dạ. Rồi. Tiền nào để cho ông Phật? Tiền nào cho ông Phật? Cái tiền này. Tiền này hả? Bây giờ bỏ heo rồi, cuối năm lấy ra đưa ông Phật nha. Dạ. Đưa ông Phật à. Dạ, ông Phật có tiền để ông Phật mua. Ông Phật có tiền ông Phật mua gì? Ông Phật cái gì ông Phật cũng có hết á. Ông Phật không có thiếu cái gì hết á. Đây, dắt. Biết cá không? Biết dắt tiền không? Tất tiền là hỏi rồi, mẹ hết sạch tiền luôn rồi. Mẹ không còn xu nào hết á. Chúc xin tiền cha nha. Dạ. Nha. Có chu hả? Bữa nay thứ bảy cha lãnh lương nè. Thứ bảy cha lãnh lương, tiền của mẹ bỏ vô đây hết trơn rồi. Giờ sao? Giờ không còn xu cắt bạc nào để cho con với mẹ mua bánh uống sữa hết á. Rồi một chút xin tiền cha nha. Nha. Xin tiền cha bỏ vô đây nữa nha. Nha. Dạ. Harry ha. Chịu không Harry? Mà. Harry con này con gì? Đờ. Heo. 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 Không phải, heo nói á. Heo. Ê, nó bể. Nó bể rồi mất công đi mua con khác nữa. Nè, nói đi, nhện. 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 Ba. Heo. Khò cái gì mà khò khò. Heo. Heo. Chó. Chúng ta bớt không đừng.